Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Tự hào hàng Việt Nam của Truyền hình Nhân dân phát sóng vào thứ Bảy hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu-EU Việt Nam EVFTA chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 vừa qua. Hiệp định được kỳ vọng hỗ trợ Việt Nam và EU đẩy mạnh các nỗ lực vực dậy nền kinh tế bị tàn phá nặng nề do đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến rất khó lường. Vậy doanh nghiệp Việt Nam cần làm gì để tận dụng đòn bẩy EVFTA một cách có hiệu quả? Hãy cùng đón xem trong Tự hào hàng Việt Nam tuần này. Nhưng như thường lệ, trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số tin tức đáng chú ý tuần qua. Vừa qua, đoàn công tác của Bộ Công Thương đã triển khai kiểm tra khả năng cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đại diện Coopmart Hà Nội cho biết, nhu cầu mua hàng của người dân có thể sẽ tăng đối với loại hình phân phối bán lẻ hiện đại khi dịch bệnh có diễn biến xấu, nên các doanh nghiệp đã chủ động tăng lượng dự trữ hàng hóa gấp 2 đến 3 lần so với trước để bảo đảm cung ứng cho người dân. Theo báo cáo của Sở Công Thương các địa phương, công tác dự trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trong bối cảnh dịch COVID-19 đã được tái khởi động theo các phương án dự trữ hàng hóa thiết yếu của địa phương, tương ứng với các kịch bản cấp độ của dịch bệnh đã được xây dựng trước đây, theo chỉ đạo của Bộ Công Thương. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT là một trong những đơn vị nhận được nhiều giải thưởng nhất tại Steve Awards châu Á Thái Bình Dương năm 2020. Steve Awards là giải thưởng uy tín hàng đầu thế giới nhằm vinh danh những thành tựu đóng góp của các tổ chức và chuyên gia trên toàn thế giới. Năm nay giải thưởng này ghi nhận hơn 1.000 đề cử đến từ 29 quốc gia vùng lãnh thổ. Tập đoàn VNPT vinh dự giành được 3 giải vàng, 3 giải bạc và 9 giải đồng. Hiện nay VNPT đang tiếp tục đẩy mạnh phát triển các sản phẩm dịch vụ số, tự thiết lập và hợp tác với các công ty công nghệ lớn trên thế giới để xây dựng các phòng thí nghiệm nghiên cứu về AI, blockchain, IoT, cyber security, điện toán đám mây, hướng tới mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu tại Việt Nam và trung tâm giao dịch số của khu vực châu Á. Giá trị thương hiệu Vinamilk được Forbes Việt Nam định giá hơn 2,4 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 55.000 tỷ đồng, chiếm hơn 20% tổng giá trị của top 50 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2020. Vinamilk cũng là công ty dinh dưỡng duy nhất có mặt trong bảng xếp hạng 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam được Forbes Việt Nam công bố gần đây. Hoạt động kinh doanh nội địa của Vinamilk ghi nhận doanh thu thuần 13.364 tỷ đồng, tăng 10,5% so với quý 1 năm 2020 và chiếm tỷ trọng 86% trong doanh thu thuần hợp nhất. Vinamilk hiện có hơn 220 loại sản phẩm, đáp ứng mọi nhu cầu về dinh dưỡng của người tiêu dùng Việt Nam, từ trẻ em, người cao tuổi, thanh thiếu niên hay cho cả gia đình. Vinamilk còn là thương hiệu được người tiêu dùng Việt Nam chọn mua nhiều nhất 8 năm liền, theo báo cáo dấu chân thương hiệu của World Panel thuộc Qatar. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020, đang mở ra cơ hội vàng cho Việt Nam tiến sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Bên cạnh những lợi thế về thuế quan để tiếp cận thị trường EU rộng lớn, EVFTA cũng mở ra chặng đua đòi hỏi cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cần phải cải thiện nội lực, sức cạnh tranh để chiếm lĩnh thị trường nội địa. Đẩy mạnh đầu tư, cải tiến, áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại, mở rộng nghiên cứu thị trường, tăng cường quảng bá sản phẩm thương hiệu Việt Nam, chú trọng đến các thị trường nông thôn, vùng sâu vùng xa. Theo nhận định của vụ thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương, đây là những việc doanh nghiệp Việt Nam cần triển khai nhanh chóng để có thể chiếm lĩnh thị trường nội địa với 95 triệu người tiêu dùng, nhất là trong bối cảnh EVFTA đã chính thức có hiệu lực. Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu ngay lập tức sẽ mang lại những lợi ích rất to lớn cho kinh tế Việt Nam, cho năng lực cạnh tranh của nền kinh tế cũng như cho doanh nghiệp và các cái sản phẩm của Việt Nam. Về phía nhà nước, theo chuyên gia, các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc mở rộng phát triển hệ thống phân phối và các hoạt động kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại quốc gia cũng cần được chú trọng để hỗ trợ doanh nghiệp nội địa. Để tận dụng được cái hiệp định này thì rõ ràng là câu chuyện cải thiện, cải cách cái thể chế kinh tế của Việt Nam là câu chuyện cần phải đặt ra. Nó có những cái tác động trực tiếp từ việc là cam kết thì chúng ta sẽ phải sửa đổi các cái chính sách. Nhưng cái tác động mà chúng tôi cho rằng nó tác động nhiều hơn ấy, đấy là tác động gián tiếp. Đấy là kể cả khi chúng ta không buộc phải sửa các chính sách thì chúng ta vẫn cần phải sửa để nâng được cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. EVFTA thì nó cho chúng ta thêm một cái giống như là một cái luồng gió mới, một cái sự cộng hưởng mới, một cái tinh thần mới
để giúp chúng ta có thể vượt qua những cái khó khăn hiện nay mà chúng ta đang đối phó với cái tác động tiêu cực của cái dịch viêm phổi COVID-19. Để giúp cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan quản lý trên cả nước hiểu rõ về hiệp định EVFTA cũng như cách thức tận dụng cơ hội và áp dụng các cam kết trên thực tế, bên cạnh việc tổ chức các hội nghị, hội thảo và khóa tập huấn trực tiếp, Bộ Công Thương đang triển khai chương trình tập huấn trực tuyến về các cam kết trong hiệp định EVFTA. Tính tới thời điểm hiện tại, chương trình tập huấn đã nhận được hơn 3.000 lượt đăng ký với đối tượng đa dạng. Trong số này, cộng đồng doanh nghiệp chiếm gần 60% với khoảng hơn 1.500 doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có người tham dự. Thông qua nắm bắt các thông tin về EVFTA, doanh nghiệp trong nước có thể chủ động hơn trong việc tiếp nhận những cơ hội cũng như thách thức đến từ hiệp định này. Đến đây, chương trình Tự hào hàng Việt Nam xin được dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào giờ này tuần sau.